Hello anh em nhá, chào mừng anh em đã quay trở lại video theo kênh của mình. Hôm nay mình sẽ đi bắt chim săn anh em nhá. Hôm qua là có di chuyển qua sửa lường dưới này, thì phát hiện ra ở trên này có một con chim loại bàng núi anh em ạ. Mình đoán là cái con loại bàng núi thôi. Nó vay vào chỗ này xong nó kêu két két, to dã man anh em ơi. Mình ước chừng cái con này nó phải rơi vào tầm 1,5 cân, 2 cân anh em ạ. Nên là hôm nay mình đã mang cái bẫy này. Mình vừa lộ cái con bìm bịp và ở trên này mình có mắc cái cước vào cái thòng rồi anh em ạ. Cái này khi mà con chim săn nó lao vào thì chân nó sẽ mắc vào cái cước, vào cái thòng này và dính hàng. Không biết cách này có bẫy được không, nhưng mà hôm nay mình sẽ đi bẫy thử anh em nhé. Hiện tại là mình đang di chuyển vào trong khu rừng này này. Bẫy lại bàng thì nhiều bạn bảo là bẫy ở trong rừng thì chắc ăn hơn, dễ dính hàng hơn so với ở ngoài. Bởi vì là ở ngoài nó ít khi nó xuất hiện mà. Phần lớn toàn nấp ở trong rừng xong rồi kiếm ăn ở trong rừng luôn. Nó không giống như kiểu con Sika với con Spa anh em nhé. Đây, ở trong này toàn là rừng. Ở đoạn dưới kia là lường. Nhưng mà cách chỗ này đoạn này xa lắm anh em ạ. Bây trên này thoải mái luôn. Úi dồi, cây này anh em ơi. Cây cao chót vót luôn. Thế này chắc là có lại bàng thật rồi. Ít khi nó ra ngoài nó lượn lắm, phần lớn nó toàn trốn trong rừng thôi. Wow, cây to phết. Mình sẽ chọn bẫy ở vị trí này đi. Ở chỗ này nó có một cây to anh em ạ. Cây to cái này con chim nó hay ra đây đậu và kiếm ăn ở đoạn dưới luôn. Đây, đoạn dưới này. Ở dưới kia là một cái vách nhé. Chim bay về. Được. Để mình thiết kế tìm cái chỗ nào mình gài bẫy đây anh em ạ. Ok, lá xong. Đơn giản chưa? Cho nó đậu cái cành này anh em ạ. Như hệt như là một cái con chim mà nó đang đậu để mà kiếm ăn luôn. Ở vị trí rất là thoáng. Khi mà con chim săn nó bay về, chim lại bàng bay về thì kiểu gì thì kiểu cũng ngó xuống thấy anh em ạ. Nhìn kìa, ngó xuống phát là chỉ có ngỏm luôn. Mình nghĩ là chưa kịp tới con lại bàng nên dính thì con chim Sika, con ưng ấn đã dính rồi đấy. Di chuyển qua dưới kia, hôm nọ là mình cũng có bẫy ở dưới kia rồi này, chỗ đoạn này. Nhưng mà không biết là ở khu và sâu trong rừng này lại có một con đại bàng. Nói đại bàng thì nó kiểu thế nào ấy anh em nhỉ. Thôi kéo đi, tí nữa mình đi thăm thử anh em nhé. Tầm trưa nếu nó còn ở khu vực này chắc chắn là sẽ có kết quả. Dê mèn anh em ạ. Sao nó còi thế nhở. Mình ra di chuyển qua chỗ này để mà đào dế mèn anh em ạ. Cái mô đất, cái này có một hang cái này. Đấy, đào ra nó có cái lỗ. Úi, ôi dồi ôi, con này lang lào hang anh em ạ này. Con này lang lào hang luôn. Ấy trời ơi, lại thêm một con nữa. Con này không ở sâu. Xịn chưa? Lang lào hang anh em ạ. Bẻ cái chân nó đi cho nó lớn nhảy. Hai con. Lên một lỗ này. Lên một lỗ nữa. Này, trên này một lỗ nữa anh em ạ. Úi dồi ôi, quá là nhiều. Làm cái lỗ này xem nào. Lựa cái lỗ này nó ở không ở sâu. Có những cái hang nó lào vào sâu lắm. Xem cái mô lấp của nó biết. Ui, những cái hang này chắc cũng sâu lắm này.
nó đây. Con này cũng là con cái luôn. Chuẩn bị sinh sản, đẻ trứng. Ba con rồi đấy. Chiếc hang tiếp theo. Con này mày thích sống dai là huyền thoại à? Đây. Tiếp tục là một con mái nữa. Nó kiểu như bị say thuốc hết rồi anh em ạ. Cái mô lớn này nó chắc chắn là phải 2 con, 3 con anh em ạ. Nó dồn lỗ nó chưa ra này. Cái này chắc chắn là dồn lỗ chưa ra. Khiếp thật. Cái này lào chả có mà hết cả một buổi luôn quá. Phải mang cái cuốc cơ. Cái này tìm những cái lỗ nào mà nó chỉ có mô lớn bé thôi là mình sẽ không được lào sâu. Đây này, như kiểu cái hoang này này. Hàng này sao đây? Ôi không, không cố ý. Sorry mày nhé. Thôi thì kiểu gì mày cũng chết rồi thì chết luôn đi. Chơi mạnh quá, ai nào ngờ tha cả cái con của nó luôn anh em ạ. Con này hết mùa nó chết thối ra luôn anh em ạ. Cái con dế chót này này chết từ mấy hôm rồi còn gì nữa. Thì ra những cái con dế mèn này cũng có lúc mà nó kiểu như là cái gì nhỉ, sụp lổ, đúng rồi, sụp lổ. Lễ chế lễ dế mèn là sụp lổ hết rồi. Mình đang vào cám cho cái con chèm hôm qua mình mua về anh em nhé. Cái con chèm này chính xác là con chim vừa em bấy được anh em ạ. Nó còn chưa biết ăn cám luôn ý. Sợ thật. May là mình còn để ý. Này xem cái phân của nó này. Trắng bốp luôn, không có một cái hạt cám nào. Cám cũng không thấy nó ăn gì cả. Em biết ăn sâu thôi. Mình bỏ sâu vào cho nó ăn luôn này. Được rồi, nó sẽ mang đây. Đói nheo mắt rồi, bỏ sâu mang vào là mổ ăn rồi. Nhưng mà cám khô chưa biết ăn. Chắc là nó về cùng với con hôm qua mà mình thả đi. Cái con mà chòe đất đúng không anh em nhỉ, đúng không? Chòe đất mái đúng không?
về cùng với con đấy anh em ạ. Hai con này là chưa biết ăn cám. Không sao. Vào cám con trẻ, cả vào cám con trẻ này cũng đơn giản này. Vào bằng cám ướt anh nhé, mình hay vào bằng cám ướt. Con măng này, cái này là sâu quy. Ok luôn. Ở chỗ cái lồng ức con này nó có mấy cái sợi lông báo đen xì ra cơ anh em ơi. Khéo khi con này cũng là con trống đấy. Này ở phần lồng ức của nó này. Nhìn ngó vào thấy cái là chấm chấm len chưa? Cái kia là lông báo anh em ạ. Lông vừa mới thay ra. Nhưng mà vẫn chưa gió mấy. Không biết là lông con trống hay con mái. Chim mì thì là chim tơ rồi. Còn hai con cua vàng này thì quá là ok luôn. Ăn cám ăn thóc tốt. Cảm giác thuần nó cũng nhanh anh em ạ. Chim cu gáy thuần nhanh ghê, cu vằn này nè, cu vằn, cu ngói. Chính ra cu này nhiều tên gọi phết. Mình đang tập cho con chim săn của mình qua tay không cần mồi anh em ạ. Cái con này thì gọi thì qua tay ok rồi, nhưng mà không cần mồi thì vẫn chịu qua, vẫn chưa chịu qua. Hình như là mắt nó vẫn thấy hay sao ấy, nó không bị mù đâu. Để mà con chim chỉ nghe theo hiệu lệnh còi thì khá là khó đấy. Mình có thịt thì mình dơ thịt, mình kèm cầm cái thịt lên xong rồi còi là nó quay ra nhìn, thấy là nó bay về luôn. Nhưng mà để mà qua tay chỉ cần bấm thổi còi và bay về chỗ gắn là chưa anh em ạ. Con Black Kid. Bây giờ sẽ đến phần tập của con Ấn. Ấn ở đây. Ấn hình đậu hơi bị lâu đấy. Ấn này lâu rồi không tập, nó lại bị kiểu này ra. Chỉ kiểu như quên bài đấy luôn ấy. Ok, thịt rõ ràng mình cầm ra hai miếng rồi nhỉ. Đây, còn một miếng rồi. Dòng chim ưng Ấn này mình thấy là
khó chơi. Không biết cái dòng chim săn nó hay bị kiểu đấy không. Mình có chơi qua cái dòng diều trắng này, diều màu này, con gì nhỉ, con là Black Kid cũng là một con, ba con. Những cái thuộc họ dòng diều là thuần, coi như nó tập bài, nó nhớ bài anh em ạ, nó không bao giờ quên. Như kiểu cái con ấn này mấy hôm không chơi nó lại qua tay rất là khó nhá. Hầu như hôm nào cũng phải luyện tập nó hay sao ấy, hay là cho ăn no nó, ăn no quá hay bị kiểu đấy nhỉ. Mình thì mình hay cho nó ăn no anh em ạ. Ông ấn là mình cho nó ăn 40g là mình cho nó ăn 50. Black Kid là cho nó ăn 60g thì mình cho nó ăn 80. Có nghĩa là vượt quá mức chỉ tiêu nó ăn anh em ạ. Thật ra mấy con này nó cứ đờ đờ ra kiểu này này. Đây, lên đây. Lên tay của anh. Lên nào. Lên lên đi. Thôi, kệ cho nó ăn đi. Mấy cái dòng chim săn này khó bảo lắm, nói không nghe. Ôi bên trong rừng này tối thế. Mình đang thăm bẫy anh em ạ. Để tăng tỷ lệ dính nhiều hơn, mình đã đợi đến tối mới thăm. Và kết quả di chuyển trên này vào trong rừng nó không thấy cái gì luôn anh em ơi. Nhưng mà bên ngoài thì vẫn còn rất là sáng nhé. Do cái máy của mình nó không đẩy sáng tốt nên là tối quá anh em ạ. Anh em thông cảm. Đây rồi, ui. Ui vẫn còn nguyên anh em ơi, không dính đâu. Đừng có mong, đừng có tưởng. Không dính em ạ, vẫn còn nguyên. Nó chưa về ăn à nhỉ? Khó lắm mấy con này, nói chung là. Bấy thì chắc là mình vẫn sẽ để đây nhé. Xong rồi mai mình thăm nữa. Dù sao là cái con mồi giả thì nó không, nó không thối cũng như là không ấy được đâu. Chịu hy sinh với con chim mình bịp giả để xem là kết quả có lổi lại được mấy con chim săn hoặc là mấy con đại bàng không anh em ơi. Chơi lớn luôn. Thôi kể em trước đi, hôm nay bấy chưa có kết quả rồi anh em ơi. Ok thì chắc là video của mình cũng phép dừng lại đây thôi anh em ạ. Nếu các bạn thấy video này hay thì cho mình xin một like, một đăng ký kênh. Cảm ơn các bạn nhiều, hẹn gặp lại người video theo. Bye bye.